Vào thời điểm này, nhiều người chuẩn bị mua mứt để ăn Tết. Trong những năm gần đây thì các loại mứt hoa quả, trong đó có mứt táo đang được ưa chuộng vì không chỉ có vị thơm, dẻo, ngon miệng mà còn được làm từ những quả táo tươi. Tuy nhiên, quy trình chế biến mứt táo diễn ra như thế nào thì không mấy ai biết. Phóng viên của VTC14 đã có một cuộc thử thâm nhập vào một cơ sở sản xuất mứt táo thủ công ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Và có lẽ sau khi theo dõi những hình ảnh ngay sau đây, có thể nhiều người sẽ phải cân nhắc kỹ hơn khi chọn mua mứt Tết. Dọc con đường vào làng Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là táo và than. Trong đó táo xếp thành những bao lớn trong sân, táo đổ cả ra ngoài đường. Trong số những quả táo được đục lỗ để đem vào làm mứt, có không ít quả đã dập nát, thối ủng. Quy trình làm mứt táo bắt đầu. Táo tươi được đổ vào một bể nước vôi trong để khử chua. Bước tiếp theo, táo được chuyển sang một bể khác, lềnh phềnh những đường phên và mật. Những bể ngâm mứt này được để lộ thiên, không hề được che đậy. Và ruồi cứ vô tư ăn và chết trong bể táo ngâm đường. Những thùng nhựa, bể chứa dùng để ngâm táo cáu bẩn lâu ngày. Váng đen nổi trên bề mặt tạo nên thứ mùi thối ủng của táo, chua chua của đường lên men, rất khó ngửi. Khâu cuối cùng của quy trình làm mứt táo là sấy khô. Một lò sấy được xây tạm bợ bằng gạch. Các khay táo sẽ xếp lên nhau bên trong lò. Người ta sẽ đun than bên dưới gầm lò để hơi nóng tỏa lên làm khô mứt. Lò sấy mứt không khác gì lò gạch. Táo nhiều. Ơ thế này mật nó rớt ra hả bà? Đây là phát ra nó đầy cái cống này, cống lên tận đỉnh. Thế mình đun cái này thì mình lấy cái gì để đun cho nó nóng ạ? Xây đốt củi xong rồi mới bỏ than vào thôi thì nhà bác bỏ xuống có nó nguội mất. Theo các chuyên gia, việc sấy khô mứt táo bằng than có thể gây ra những tác hại sức khỏe cho người ăn mứt, đặc biệt là người làm mứt. Khói than bay lên sẽ kéo theo cả lưu huỳnh, khí độc bám vào táo và đi vào bụng người ăn, gây ra các bệnh đường hô hấp. Chính vì vậy, ngày nay nhiều cơ sở đã đầu tư lò sấy điện bằng inox thay thế cho các lò thủ công như thế này. Trong than ấy, thì nó có rất nhiều cái chất nó lẫn vào. Thế nếu mà bụi than nó vào thì nó cũng kéo theo những cái chất nó vào. Khi mà người ta ăn nó vào thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Và cái SO2 đó thì nó sẽ làm cho cái hơi thở của ta là sẽ bị cái khí độc mà nó sẽ gây ra. Thế thì một ngày mình làm được bao nhiêu cân ở cụ? Một ngày được mấy tạ thì... Mình xuất chủ yếu đi đâu hả cụ? Hả? Mình xuất chủ yếu đi đâu? Chả biết được, nó người ta đánh ô tô về đây thì người ta mua, người ta xuất, người ta bán các nơi. Vậy là mỗi mùa Tết, xã Bình Minh xuất đi cả nghìn tấn mứt táo. Và không ngạc nhiên nếu mỗi chúng ta đã từng một lần ăn phải những miếng mứt có vẻ ngoài khá ngon mắt này.